mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 của kênh Doctor Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Mở đầu điểm tin giá cả hôm nay sẽ là những thông tin về giá heo trên thế giới, tại Trung Quốc, theo dữ liệu thống kê về giá lợn tại 27 tỉnh, giá heo toàn quốc hôm nay là 14,39 nhân dân tệ trên 1 kg, tương đương 49.300 đồng trên kg và vẫn duy trì ở mức cao trên đà tăng từ ngày mùng 1 tháng 3 vừa qua. Cụ thể, mức giá lợn tại Trung Quốc dao động trong khoảng 12,11 đến 16,5 nhân dân tệ trên kg, tương đương mức 41.500 đến 56.500 đồng trên kg. Mức thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Tân Cương, và mức giá cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc. Về phía cung, hiện nay giá sẽ vẫn có thể tiếp tục tăng ở nhiều nơi, nhưng dự kiến sẽ ổn định. Mỗi vùng biến động khác nhau, miền trung yếu về giá, mặc dù các nhà đầu tư bán lẻ không muốn bán, nhưng các công ty giết mổ hiện đang thu mua nguồn lợn từ các tập đoàn doanh số giết mổ ở khu vực đông bắc vẫn ở mức thấp và các công ty bán thịt buộc phải tăng giá mua hàng miền nam điều chỉnh ổn định nhưng còn mạnh tranh lệch giá vẫn tồn tại một số đàn giống thứ cấp đã gia nhập thị trường để hỗ trợ thị trường hạ nguồn nhu cầu hiện nay ở mức trung bình giá trong nước tăng yếu đã hạn chế sức mua của các lò mổ khối lượng giết mổ của các lò mổ địa phương giảm nhẹ do tác động của nhu cầu nên mức tăng giá lợn nội địa ngày hôm nay đã thu hẹp lại nhìn chung đầu tháng một số trang trại quy mô lớn vẫn thu hẹp bên chăn nuôi vẫn tâm lý tăng giá Tuy nhiên lực cầu hỗ trợ hiện tại còn hạn chế, nhiệt tình mua hàng của các lò mổ cũng giảm sút. Với nguồn cung tăng tiếp theo, giá lợn sẽ khó tăng trở lại và giá dự kiến sẽ ổn định trong biên độ hẹp vào cuối tuần. Giá heo hơi tại một số nước khác trong khu vực cũng không ghi nhận nhiều biến động mới. Tại Thái Lan, giá heo dao động quanh mức 45 đến 50 000 đồng trên kg, tại Campuchia mức giá dao động quanh 41 đến 46 000 đồng trên kg và tại Lào là 50 đến 54 000 đồng trên kg. Tại Việt Nam, Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay không ghi nhận biến động mới, mức giá giao động quanh 56 đến 57.000 đồng trên kg. Cụ thể, heo hơi tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nội đang được thu mua trung mức 57.000 đồng trên kg. Thương lái tại các địa phương còn lại tiếp tục giao dịch heo hơi với giá 56.000 đồng trên kg. Tại hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức sáng 1 tháng 3 tại thành phố Lào Cai dưới sự đồng chủ trì của thứ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phùng đức tiến cục trưởng cục thú y nguyễn văn long phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lào cai hoàng quốc khánh nhằm triển khai thực hiện bản ghi nhớ giữa việt nam và trung quốc về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng có sử dụng vaccine thứ trưởng phùng đức tiến kết luận tại hội nghị thủ tướng đang rất quan tâm đến việc xuất khẩu nông sản trong đó có sản phẩm chăn nuôi để xuất khẩu đầu tiên là an toàn dịch bệnh an toàn thực phẩm nếu tất cả hệ thống chính trị các nguồn lực không được vận dụng thì khó thành tồn tại lớn nhất trong nhiều năm qua là tỷ lệ tiêm vaccine còn chưa đạt, nên các tỉnh cần phải về giả soát lại vấn đề này để tham mưu, tháo gỡ, có chính sách hỗ trợ. Trung Quốc đang cần nhập cỡ 25 triệu con lợn mỗi năm mà Việt Nam không xuất khẩu được, đến lúc họ đã có đối tác rồi là rất khó. Mọi thứ thuận lợi như thế mà không làm được là tại chúng ta. Bởi thế, các đại biểu cần tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về vấn đề này. Doanh nghiệp phải đi tiên phong trong việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh để xuất khẩu chứ đừng nghĩ sẽ chỉ bán mãi ở Việt Nam, gây ra cái chết của chăn nuôi nông hộ và các trang trại phải tính lộ trình xuất khẩu, chứ không chỉ đổ đầu 100 triệu dân nội địa. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 54.000 đồng trên kg, cao nhất 57.000 đồng trên kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi ngang. Cụ thể, thương lái tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định đang giao dịch heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 54.000 đồng trên kg. Trong khi đó, giá heo hơi cao nhất khu vực được ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận là 57.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại duy trì thu mua heo hơi ổn định trong khoảng 55.000 đến 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cao nhất 57.000 đồng trên kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi cũng không có biến động mới. Theo đó, thương lái tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng đang cùng thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 57.000 đồng trên kg ngoại trừ Kiên Giang đang giao dịch ở mức 54.000 đồng trên kg, các địa phương còn lại duy trì giá heo hơi trong khoảng 55.000 đến 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Tiếp theo sẽ là điểm tin giá gia cầm hôm nay. Giá gia cầm bình ổn ngày đầu tuần không có biến động mới. Các mặt hàng gà, vịt và trứng gà đều ổn định ngày đầu tuần. Giá không cao, sức mua ổn định. Thị trường giá gà hôm nay thêm một ngày nữa yên ắng, không có biến động tại các địa phương. Giá bán tại một số nơi như sau, gà nghĩa Hà Nội hôm nay có giá bán là 73.000 đồng trên 1 kg, gà nòi Cần Thơ khoảng 74.000 đồng trên 1 kg và gà Minh Dư, thành phố Hồ Chí Minh là 57.000 đồng trên 1 kg. Gà di dao động khoảng 43 .000 đến 50.000 đồng trên kg. Giá vịt hôm nay dao động từ 33.000 đến 42.000 đồng trên 1 kg, tương tự hôm qua với Cần Thơ là địa phương có giá vịt cao nhất. Mức giá thấp nhất được ghi nhận tại các tỉnh thành miền Bắc. Giá trứng gà hôm nay không ghi nhận biến đổi mới, mức giá tương tự như nhiều ngày trước. Giá trứng gà đỏ duy trì mức giá 1.700 đến 2.000 đồng trên 1 kg, trứng gà trắng cao hơn, giao động từ 1.900 đến 2.100 đồng trên 1 kg. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày. Hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.